Chào tất cả anh em, mình lại tiếp tục lên mặt hàng búa Mỹ để giới thiệu anh em. Lần này mình có về được vài cây búa size 20 của hãng Husky Mỹ. Một dòng búa mình phải nói là rất là chất. Đây là những cây búa thép, cán thép nghiêng khối nha anh em, cán bọc cao su. Thiết kế thì phải nói là nó khá là ấn tượng, chất, đẹp. Anh em xem những cây búa Husky nó về đợt này là nó khá là chắc và đẹp, và tình trạng là nó còn zin, đầu búa nó còn zin chưa hề xài nha, anh em có thể coi tham khảo nè. Đó, và chưa hề có vết đóng này nha anh em. Tổng thể thì cái cán búa thì nó dài là 35 phân, 35 phân, nặng 800 gram. Một cái mẫu búa khá là thông dụng, đầm tay cho những anh em làm nghề mộc hoặc anh em đóng cốp pha công trường. Thiết kế trên mỗi cây búa thì nó đều có thiết kế cái đầu mồi đinh chuyên dụng nha anh em, để anh em ta mồi đinh. Đó, trường hợp anh em với xa cần mồi đinh đã đóng mồi thì có cái đầu hút đinh này nó rất là lợi hại. Đó, thiết kế rất là tiện lợi cho anh em làm nghề cốp pha. Thì cây búa này mình phải nói là nó thiết kế một cái gì đó nó ấn tượng, đầu búa của nó thon gọn và thiết kế cái đầu nhổ đinh nó dài và nó thon rất là đẹp, nhìn nó vác rất là đẹp. Đó, cầm rất là đầm tay, chất thép thì phải nói là nó khá là ngầu và nó ấn tượng cái chỗ là cái màu thép nó rất là đẹp. Cây búa này phải nói là mình nói là đợt này nó về khá là chất lượng, tình trạng thì nó vẫn còn cỡ 90% đó nè. À, hàng bãi mà như vậy là nó quá là ok rồi. Thì cái mẫu búa size 20 nặng 800 gram của hãng Husky Mỹ này mình bán với giá là 280 ngàn, chưa phí vận chuyển một cây. Anh em nào mua về sử dụng trong gia đình hoặc là sử dụng để đóng cốp pha làm thường nghề mộc thì liên hệ mình. Hàng phải nói là bao chất lượng, bao xài cho anh em, đẹp, ngon, hàng chuẩn của Mỹ làm thì không có gì để lăn tăn về chất lượng nữa. Anh em cứ yên tâm mà mua về sử dụng, hư cái nào mình đổi mất cái mới cái đó cho anh em. Rồi, giá là 280 ngàn, chưa phí vận chuyển một cây. Anh em đã sở hữu một cây búa Husky size 20 đẹp chất ngầu như thế này. Rồi, xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi.